Quả là rất tuyệt vời khi mà trong một khán phòng dù nhỏ bé nhưng việc chứa đựng rất nhiều những tình cảm mang về nơi đây. Bên cạnh sự cổ vũ của toàn thể quý vị thì ngày hôm nay sự góp mặt là không thể thiếu đến từ hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai cùng bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà gái. Hai bác sẽ cùng nhau trở lên sân khấu để có những giây phút đồng hành và những lời phát biểu đầy ý nghĩa để dành tặng vun đắp cho cô dâu và chú rể. Xin mời hai bác. Rằng là trời đã định sẽ duyên đôi lứa, trong buôn người anh lựa chọn em là duyên là nợ em đền, tơ hồng xe kết bên thềm mùa xuân. Câu chuyện tình ngày hôm nay là sự bắt đầu trong cuộc sống hạnh phúc của cô dâu Hồng Thương và chú rể Quốc Hải. Họ sẽ được đón nhận rất nhiều những tình cảm, những động lực và sự tự tin đến từ sự cổ vũ của toàn thể quý vị, đặc biệt là sự đồng thuận của hai bên gia đình. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời trao dâu nhận rể, những lời phát biểu đầy cảm xúc đầy ý nghĩa đến từ bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, con có bà cùng nam nữ thanh niên của hai bên gia đình và hai cháu, hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, cháu Thương và cháu Hải. Trong thời gian hai cháu tìm hiểu đến hôm nay, hai cháu chính thức đã nên vợ nên chồng. Hôm nay chính thức từ giây phút này, cháu Thương sẽ làm dâu làm con của ông bà chúng, cũng như làm cháu làm chắt của các cụ, các ông các bà bên họ nhà trai. Và cháu Hải cũng làm con của ông bà Hân và làm cháu làm chắt của các cụ, các ông bà bên họ nhà gái. Chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu và mời các cụ, các ông các bà ăn trầu uống nước uống thuốc. Mừng hạnh phúc cho hai bên gia đình và hai cháu. Tôi xin hết ạ. Vâng, những lời phát biểu ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa đến từ bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà gái. Qua đó, toàn thể quý vị đã được một lần nữa cảm nhận về những tình cảm, những điều mong muốn mà bác mong muốn dành tặng tới cô dâu và chú rể, cũng như những lời cảm ơn chân thành bác không quên gửi tới toàn thể quý vị. Để đáp lại những lời phát biểu rồi thì ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những lời phát biểu đến từ bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai. Xin được trân trọng kính mời bác. Thật vậy, và một buổi hoàng hôn man mát đẹp trời, cháu Hải của gia đình chúng tôi, cháu mang cần, cháu mắt mồi răng câu, chờ mãi một hồi lâu, cứ chờ mãi chờ hoài một hồi lâu, phát hiện thấy có một con cá to đang xuất hiện. Thế rồi cứ chờ đợi chờ hoài, rồi một hồi sau con cá đó nó cắn câu đó. Kính thưa các cụ, rồi từ đó hai cháu quen nhau, rồi lại thương nhau, rồi các cháu lại yêu nhau. Tình thương yêu của các cháu đã tìm được ở trong nhau người thương đích thực của đời mình, người bạn đời kết tóc trăm năm. Qua đó được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự đồng thuận của ủy ban xã Nghĩa, gia đình chúng tôi chọn ngày tháng đẹp, giờ đẹp để tổ chức tác thành cho hai cháu nên duyên chồng vợ. Kính thưa các cụ, gia đình và các cụ luôn mong rằng các con các cháu luôn hạnh phúc và trưởng thành, luôn thành đạt trong cuộc sống. Đại diện cho phái đoàn nhà trai chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ, xin mời tất cả các cụ, công các bà cùng các vị tân khách, cùng thạc bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu ăn trầu uống nước hút thuốc, mừng cho hạnh phúc lứa đôi, mừng cho hai bên gia đình chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.
thật tuyệt vời. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, những lời phát biểu mà ý chuyển thành thơ, những lời phát biểu đầy cảm xúc, những lời phát biểu mang đầy ý nghĩa vừa rồi là lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai. Qua đó một lần nữa chúng ta đã được khẳng định, được cảm nhận một lần nữa về sự đồng thuận của hai bên gia đình, những điều may mắn, những điều tốt đẹp hai bên gia đình mong muốn được dành tặng tới cô dâu và chú rể. Chúng ta hãy một lần nữa chứng kiến sự đồng thuận ấy bằng một cái bắt tay thật chắc chắn và ấm áp của hai bên gia đình để thể hiện rằng kể trăm năm cũng từ đây chung xây vun đắp tình duyên trọn đời. Xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng người nhìn về sân khấu dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cổ vũ và chúc mừng. Xin mời hai bạn. Xin mời hai bác sẽ trở lại bàn danh dự của mình.